vợ đi rồi phải không? Em thích leo trèo vậy đó, cho anh thấy thú vị. Em đó nha, ghê quá hả? Cửa chính không đi, cứ leo trèo hoài. Con vợ của anh nó đi rồi, anh phải tới bến với em một bữa đó biết chưa? Được, tới bến với em luôn. Cẩn thận. Ôi trời ơi. Ôi trời ơi, em gan quá vậy. Vợ anh còn ở nhà, em qua đây lỡ nó gặp được là chết luôn á. Kệ, tại vì người ta nhớ anh mà, cho nên là mới qua đây kiếm anh nè. Hết sức hồn, thì ghét quá. Anh ơi, chết chưa? Trời ơi, vợ sao? Leo về. Để em leo gì nha. Anh đâu rồi? Thôi, không kịp đâu. Vậy? Thôi giờ em trốn ở đây, trốn ở đây. Anh ơi anh. Ừ á, anh ở đây nè. Anh ơi, tự nhiên cái đi lên đây làm chi vậy? Hả? Em kêu nãy giờ đi xuống đóng cửa cho em đi công chuyện nè. À, anh bắt cái thang, anh định lấy mấy cái cây này bỏ đi, trồng cây mới. Cái khăn của ai vậy? Hả? Ừ hen, khăn của ai lạ quá ha. Chắc là nhà hàng xóm phơi rớt qua. Ờ, vậy chắc cái khăn của ông Hân hàng xóm rồi. Thôi để lát nữa em đi công chuyện, sẵn em ghé em đưa cho nó luôn. Đi xuống đóng cửa cho em đi công chuyện nè, kêu nãy giờ cứ trên này hoài. Ừ, đi. Anh coi nhà coi nhà nha. Tại vì mẹ dưới quê mới gọi lên á, nói bây giờ bệnh tình của ba trở nặng rồi, mới đi cấp cứu nữa. Em phải chạy về dưới quê á, phụ mẹ để chăm cho ba liền nè. Ồ, vậy hả? Để anh thay đồ anh đi với em. Thôi bây giờ công chuyện của anh tùm lum hết á, anh cứ ở trên này đi. Em xuống trước coi làm sao cái đã. Bây giờ mà đợi anh thay đồ chuẩn bị này nọ trễ rồi sao? Nha. À, anh nhớ rồi. Ngày mai anh có cuộc họp gấp. Thôi giờ vậy, em về quê em coi tình hình của ba như thế nào nha. Dạ. Anh họp xong rồi anh chạy về dưới. Có cần gì à, alo anh liền. Ừ, em biết rồi, có gì anh ở nhà anh tự cơm nước này nọ giùm em nha. Rồi, đi cẩn thận nha. Để anh đưa em ra. Đi. Cuối cùng thì con vợ mình cũng đi rồi. À, cơ hội là đây. Bây giờ có đỡ người ta xuống không? Mà hôm nay vợ đi rồi phải không? Hôm nay á là phải tới bến với người ta một bữa đó nha. Trời đất ơi, quá lẻ rồi. Thiệt tình luôn đó. Được rồi, hôm nay anh tới bến với em luôn. Xuống. Đỡ em đi. Thấy ghét quá hà. Anh này. Cục cứng. Cục cứng. Em đó nha, ghê quá hà. Cửa chính không đi, cứ leo trèo hoài. Lỡ có chuyện gì nguy hiểm, anh xót lắm á. Em không có thích đi cửa chính. Đi cửa chính á, lỡ người ta phát hiện ra rồi sao? Anh thích không? Thích. Mà hôm nay á, con vợ của anh nó đi rồi. Anh phải tới bến với em một bữa đó biết chưa? Được. Tới bến với em luôn. Rồi sao? Hai đứa bay định đến bến nào? Tao tiễn. Mẹ. Ủa, sao mẹ vô nhà con lúc nào hay vậy? Tại sao hai đứa bay dám bài điều đặt chuyện mà tao cho rao? Để hai đứa gặp nhau gian díu với nhau hả? Con vợ mày nó biết hết rồi. Nó đi về nhà mẹ đẻ nó rồi. Nó kêu tao lên đây á, xử hai đứa bay đó. Ai qua và kiếm mình vậy anh? À, mẹ gửi đứa bạn nhờ xách lên mớ rau nè, với trái cây cho mình nè. Mẹ gửi hả? Ừ. Ừ, anh coi lên lầu á, anh phơi giùm em đống đồ đi. Để lát nữa chuyển mưa rồi để nó ẩm, mai nó hôi rình á. Ok, đây. Cái gì vậy? Em nhờ anh lên phơi giùm em đống đồ. Mấy cái việc nặng nhọc cao đó không làm, còn cái này nhẹ nhàng để em. Cái gì nữa? Không. Rồi, ok. Lẹ lên mưa bây giờ.
Bình thường mẹ gửi gà gửi vịt mà tự nhiên bữa nay mẹ gửi rau rồi. Rau gì đây? Gì đây? Em nhớ anh quá. Mình gặp nhau ở quán cà phê cũ nha anh. Để tôi coi ai nha. Dám qua mặt tôi hả? Chết với tôi. Cái chuyện mày ngoại tình với cái con trà xanh hàng xóm này, con My nó theo dõi, nó biết hết rồi. Nó kêu tao lên đây chứng kiến cái cảnh hai đứa bay ngoại tình với nhau nè. Rồi bây giờ á, nó trả mày về nơi sản xuất rồi. Mày thấy mày làm vậy đẹp mặt chưa? Mày có vợ đẹp, con ngoan, tại sao chưa vừa ý mày hay sao vậy mà mày đi ngoại tình với cái con trà xanh này hả? Con Mẹ, con biết lỗi, con xin lỗi mẹ. Tại vì nói thiệt nha, con chỉ là vui qua đường với cổ thôi, chứ làm sao con bỏ vợ con được. Tại vì chồng cổ đi công tác xa đó, thành ra là cổ ở nhà mình. Cổ qua đây cổ rù quến con á, chứ con đâu có muốn đâu. Rù quến hả mày? Bây giờ còn đổ thừa nữa hả mày? Còn cô nữa, cô biết người ta có vợ có con rồi mà tại sao cô chen vô chuyện gia đình người ta vậy? Từ đây về sau nha, tôi cấm cô lén phén với con trai của tôi. Tôi mà bắt gặp một lần nữa hả, cô không yên thân với tôi đâu. Nhớ chưa? Hôm nay á, tao phải dạy hai đứa bay một bài học mới được. Trà xanh ngoại tình, trà xanh ngoại tình, trà xanh ngoại tình.